Hello mọi người nha. Hồi nãy giờ thì đó mình đi nãy giờ mình cũng cuối cùng đi làm về nha. Cuối cùng cũng đã tìm được một ổ mối nha mọi người. Đây. Thường thường mà mọi người mà câu câu mà để dụ được cá thì mình phải dùng loại mối vàng này nha. Chứ loại mối mà mới mới tổ trên cây rồi là không được nha mọi người. Đó. Đây là tìm được cái ổ, nếu mà ổ tầm cỡ cỡ này là vừa nha. Cỡ này mình dụ cá vô khá là ok nha mọi người. Đó, thôi bây giờ bắt đầu đào nha mọi người. Đó. Phải đào lấy được cái dưới nha, cái mấy dưới mới là mối nó mới tụ nhiều nha. Mới dụ được cá nó thường thường gọi là đó. Tụ này khá là đẹp nha. Đó, thấy chưa? Đó, mấy con mối này nó khi xuống nước cái là nó rã ra, cái là nó cứ dụ cá vô thành gọi là ổ nha mọi người. Đó, mình câu vậy thì xác suất câu được cá nhiều cao hơn nha. Thôi bây giờ bắt đầu đem về là đi câu nha mọi người. Hello anh em nha. Hồi nãy giờ cũng đi hơn hai chục cây số thì bắt đầu mình cũng đã tới được bãi câu Cửu Thiền Thoại đây nha mọi người. Ở đây khá là yên bình luôn nha. Bắt đầu mình sẽ ra kia và câu ở cái điểm hút chỗ đó nha mọi người. Bây giờ bắt đầu mình ra chỗ câu nha mọi người. Đó, mỗi lần đi câu là như thế này nè. Quá trời đồ luôn nha. Phải gọi là nhiều kinh khủng luôn nha mọi người. Hôm nay cầm đồ còn ít á. Rồi, mình sẽ câu cái khúc đoạn này nha. Đó, bây giờ bắt đầu tới bãi câu nha mọi người. Cái đoạn này thì nước khá là im nha. Ví dụ như mà im với lại tình hình là cá nó sẽ quấn ở khúc này nhiều, tại vì cái khúc này là nó thuộc dạng là nó bo tròn á mọi người, nó gọi là ụ lại á, cá nó hay ở khúc này lắm nha. Mình sẽ câu ở cái đoạn này nha mọi người. Lần đầu tiên thì mọi người cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị cũng như là anh em đang xem clip của mình nha. Một với lại những anh em mà chưa xem clip của mình, một ngày mới thật nhiều sức khỏe nè, thật nhiều niềm vui và luôn luôn bình an trong cuộc sống nha. Đó thì hồi nãy giờ mình cũng giới thiệu sơ qua cái bãi câu của mình này nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ câu, thường thường mình câu thì mình sẽ có một loại mồi dụng nha, đó chính là mồi mối nha mọi người. Thường là câu sông hay câu suối gì cũng vậy hết á, mình phải có một cái gì đó dụ cho cá nó vô mới quấn ổ được nha. Thôi bây giờ bắt đầu mình vô cuộc hành trình câu cá nha mọi người. Nếu anh em cô chú rồi mà thấy clip của mình hay cũng như là thân mình á, thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho kênh của mình nhé. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Thôi bây giờ bắt đầu ra cần và chiến nha mọi người. Đây thì hôm nay mình vẫn đánh theo cái kiểu cần đà nha mọi người. Đó, vẫn đi phao đài luôn nha. Tại vì nói gì thì nói, nhưng mà câu trùng hay câu câu cám gì thì câu đài nó vẫn nhạy, khá là nhạy hơn nha. Ôi trời ơi, cảm giác như cá dưới đây rất là nhiều nha. Nó quợn nó đi mà mình thấy lần tim nó đi luôn mọi người. Và hôm nay mình sẽ câu vẫn là mồi trùng nha mọi người. Vẫn là mồi trùng hổ nha. Đó. Mong sao ngày hôm nay thả cần sẽ là may mắn nha. Đây, cần đầu tiên thả cho mọi người. Rồi lên cá nha. U trời ơi, con cá chèn kìa. Thầy đã này nha mọi người ơi. Đây nha, lên cái chèn nè. Trời ơi, chà bá luôn nha. Đó, lên mấy con vậy mới phê nha mọi người. Đây nha. Quá đã luôn rồi. Nay mình bỏ trùng ở trong đây luôn nha mọi người. Thì để ngoài nắng nóng quá.
nó dễ chết trùng lắm nha. Tại cái đây là không có cái cây cối gì đâu nha mọi người. Đây nha mọi người. Hồi nãy giờ là cá nó ăn mới thả thử nhưng mà để ý là cá con nó phá cũng nhiều lắm nha. Hôm nay cá nó không có ăn mạnh như mấy bữa cho nên là mình phải ra mồi tiền chiêu là mồi mối nha mọi người. Đây bây giờ mình cột về xong mình thả nha. Để mình dụ cá vô nha. Cho cá nó gom ổ nha mọi người. Mình dụ dưới đây để cho nó dụ ổ này nha. Đó. Khá là cứng nha. Nó xì tiên bữa nào thì mình câu cho đó nha. À, nó xì khúc kia kìa. Đó, bắt đầu giờ. Đó, mình dụ vậy mình chờ đợi xem cái chút cá nó có vô ăn không nha mọi người. Lúc phao nè, rồi thấy chưa, vừa bỏ mồi xuống cha. Lên cá lóc nha mọi người, đây nha cá lóc nha, trời ơi quá đã luôn, cá lóc đồng nha, trời ơi vừa mới thả ổ mối xuống đó, câu nhiều lúc mà nó ăn chậm là mình phải dùng cái tuyệt chiêu này nha mọi người. Phải dùng đồ dụ đâu chứ không là không được đâu. Đây nha, thả ăn cá lóc vô trong thùng nha mọi người, quá đã luôn rồi, trời nó lôi đã lắm kìa. Câu xong này nhiều lúc thời tiết nó hay nắng nóng nha, cho nên là trùng nó dễ bị chết lắm, cho nên là mình phải bảo vệ nó thật kỹ kìa. Rồi cái lóc nó lòi đã ghê luôn á. Lên cá nha, cá chèn nữa nha mọi người, ăn cần chì nha. Đây nha, chèn cũng được được không nha mọi người, khá là ổn nha. Bỏ thùng nha mọi người. Trời ơi lên cá nha mọi người. Lâu đẹp quá mà. Ô trời ơi. Đây nha mọi người. Cá chèn quá đã luôn nha. À, ôi trời nó bự à. Quá sướng tay luôn nha. Lôi mấy con cỡ này mới sướng. Trời ơi, phần kia nó đang đi. Cá ăn gì lôi phê lắm nha. Chỗ mối nó phát huy hiệu quả rồi nha mọi người. Nó xuống phao điền rồi. Nó xuống phao điền lắm. Đó thấy không? Gơm chèn vô là cá nó xuống là nó gơm điều về. Phải có mối nó mới gơm nha mọi người. Tiếp tục phải là chèn nha. Này chủ yếu mình đi vô đến sông rồi đa số là cá chèn chê rồi là nhiều đó nha mọi người.
chàng che chốt rồi. Lên cá nha mọi người. Chàng đấy nha. Nó ăn cần phao nha mọi người. Lên cá nha. Chèn nữa nha mọi người. Lên tới bờ rớt luôn. Đây nha, cá chèn nữa nha mọi người. Cái gì vậy trời? Đừng nói con thứ hai nha. Ôi trời ơi, mình vừa mới thả xuống tự nhiên thấy cái phao nó ngã thêm con nữa nha mọi người. Con này bự mà, con này bự hơn con nãy nha. Trời ơi, ăn kìa, đã không? Lên cá nha. Hôm nay đừng nói chế độ nha mọi người. Toàn là chèn không nha. Đánh chèn liên tục luôn mà. Lên cá nha. Trời ơi, là cá chèn nè. Chèn đá mọi người. Đó. Cứ con tầm này không à. Ăn hơi bị ngon nha. Lên cá nha mọi người nha. Ây da. Tiếp tục cũng là chèn nha. Đây nha. Ăn cần chày nha mọi người. Ăn nó nhịp độc cần hơi bị phê luôn nha. Đứng phao luôn nè, đứng phao luôn. Đó. Tiếp tục, cá chèn tiếp tục nha mọi người. Hôm nay hình như nước này nó trong hơn cho nên cá chê nó không ăn nha. Đa số cá chèn không nha. Đây nha mọi người, bỏ thùng nha. Cái chè này ăn cũng khá là mạnh nha mọi người. Nhờ mình dụ con mồi mối á, mối vô cái là nó mới ăn nhạy chứ không à. Hôm nay mình không có mối chắc cá nó cũng ăn yếu nha, yếu hơn mấy bữa. Lên cá nha. Ôi trời, lên mấy con chèn là đã lắm nha mọi người. Nè, vừa mới thả xuống rồi nó ăn rồi nè nha. Đó.
Trời nó phê. Nếu mà gom được nó cong nó sướng lắm nha. Cong nó sướng hơn cái mấy lượt cá kia nhiều luôn. Quá đã luôn rồi. Ăn cần phao nữa nha. Ui trời 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 trời. Trời ơi còn ăn nữa nè. Trời cá chè nha. Đầu giờ lên cái cá chè ngày tàn mập cua cua không nha mọi người. Đã lắm luôn nha. Kéo đã lắm kìa. Trời như là muốn mưa nữa rồi mọi người. Cần cần thiêu ăn nha. Cần phao cũng ăn nha. Đỏ. Giờ này chắc cú nó Wow. Quá đã luôn nha. Trời ơi, hai con lúc luôn nha mọi người nha. Quá sướng luôn rồi nha. Trời ơi, đây nè. Quá sướng luôn rồi, phê quá. Khủng khủng luôn nha. Trời ơi. Nó ăn thấy phê luôn mà. Làm lúc hai con luôn. Quá đã luôn. Rồi lên cá nha. Chàng to quá qua rồi thấy không? Nó ngã phao nè. Đâu? Em câu lưỡi dài không à? Lưỡi dài á. Không có câu lưỡi chuông. Chứ ông câu khó dính cá. Khó dính hơn lưỡi dài. Khó dính hơn lưỡi dài. À, có một ông anh vô câu sao nha mọi người. À, mà ảnh câu mớm quá cho nên là mình câu được nhiều cá rồi, thôi mình nhường cái ổ mình cho ảnh câu nha. Mình cũng xin tạm dừng clip sớm luôn nha mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Tình hình clip của mình cũng xin được tạm dừng sớm tại đây nha mọi người. Tại vì lượng cá câu cũng đã đủ rồi nha. Nếu mọi người coi xem clip của mình thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và bây giờ mình bắt đầu mình xem cái lượng cá của ngày hôm nay là bao nhiêu nha mọi người. Đây, lượng cá của ngày hôm nay nha. Đa số là cá chèn không nha mọi người. Đó, chắc cũng được hơn 2 kg vô nha. Rồi, cá lóc nữa nè.